Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 tháng 7 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, là tuổi may mắn nhất trong tháng 7 âm lịch, mệnh chủ tuổi Giáp Tý đã có những bước đột phá khiến cho không ít người phải ganh tị. Bản thân tuổi Giáp Tý trong năm nay được lục hợp với Thái Tuế. Từ đầu năm tới giờ, họ luôn gặp những khó khăn, lục đục trong công việc cũng như trong cuộc sống, khiến cho bản mệnh luôn lo lắng, bất an. Nhưng thật bất ngờ, từ tháng 7 âm lịch trở đi, tháng mà bị coi là tháng của cô hồn, ngã quỷ. Trong khi hầu hết mọi người đều tránh tháng này để khỏi gặp tai họa, thì những người tuổi Giáp Tý lại coi đây là cơ hội để bứt phá thành công. Và cái gì đến thì cũng phải đến, chính vì sự thông minh, táo bạo của họ nên trong tháng 7 đặc biệt này, thành công, tiền bạc sẽ đến với con giáp. Vận trình đi lên như diều gặp gió, khiến cho những người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ, tôn vinh họ như một thiên thần. Bên cạnh đó, cũng có không ít kẻ nhìn thành công của họ mà kinh ghét, đố kỵ. Nhưng nhờ vào sự sáng suốt của mình, tuổi Giáp Tý vẫn vững vàng tiến lên phía trước để gặt hái được thành công cho mình. Sự may mắn của tuổi Giáp Tý khiến không ít người phải tò mò, ngưỡng mộ. Trong lựa giải tử vi ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị qua bài phân tích về vận trình các u vận hạn của gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 7 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là phần tổng quan về vận hạn của gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Giáp Tý 1984 mệnh Hải Trung Kim, theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy, thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng người nhóm này luôn theo đuổi sự hoàn hảo, họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ, lạc quan, hoàn toàn không nhìn thấy tính tình nóng nảy hay đố kỵ của họ. Những người tuổi Giáp Tý có tính sở hữu cao, chỉ cần là thứ họ muốn thì dù phải trả giá thế nào cũng nhất định phải có bằng được. Tính cách cố chấp, với những điều bản thân cho là đúng thì sẽ kiên trì đến cùng, quyết không dao động bởi ý kiến của người khác. Đại diện cho tuổi Giáp Tý là hình tượng của chuột trên nóc nhà, tức là bản mệnh của họ ẩn chứa số mệnh dễ dàng no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, sự phải trốn chui trốn lủi của chuột nhà cũng hay ứng vào mệnh này. Trừ một số ít gia chủ tuổi Giáp Tý là không bị ảnh hưởng, còn đa phần các gia chủ tuổi Giáp Tý sẽ hay dây vào những chuyện giành bất chính, ngôn bất thuận. Cả trong cuộc sống gia đình, từ đời bố mẹ, lẫn cuộc sống cá nhân của bản thân sau này. Đây có thể coi là điểm trừ trong bản mệnh của tuổi Giáp Tý. Giáp Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Tý nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Đặc biệt trong năm 2021, Thái Tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Bản mệnh hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tuổi Giáp Tý nằm trong tam hợp với thân, mà tháng 7 âm lịch là tháng bính thân, nên những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Giáp Tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ tuổi Giáp Tý sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh, vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn.
trong tháng 7 âm lịch, tử vi nhắc nhở bản mệnh cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bản mệnh đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều cái xấu nhầm ngó. Sự nghiệp của bản mệnh cũng có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Giáp Tý không cần phải lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bản mệnh giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi bản mệnh có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay. Bản mệnh cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bản mệnh sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, hợp tác với nhiều người, tăng thêm thu nhập cho mình. Đặc biệt, để kích phương vận tài lộc trong thời điểm này, bản mệnh cần sử dụng pháp khí phong thủy, bát bảo, tân kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạt, kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh, từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở, hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 7 âm lịch, gia đình bản mệnh sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Tý hãy mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Giáp Tý còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Những người sinh năm 1984 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 7. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định, tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của bản mệnh. Nhưng bản mệnh phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bản mệnh uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bản mệnh tốt đến đâu, hút thuốc, uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bản mệnh. Vì vậy, tốt hơn hết bản mệnh nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội, chăm sóc cơ thể tốt hơn. Bản mệnh cần chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn.
Các gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 đã mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng quý vị những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Giáp Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, nạp âm sơn hạ hỏa. Tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 7, tức ngày 14 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, giáp ngọ. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 7, tức ngày 28. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 7, tức ngày 26 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bình ngọ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Giáp Tý. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Giáp Tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm để có thể tiến hành công việc một cách tốt nhất. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 2 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp kỷ sửu, nạp âm, phích lịch hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 7, tức ngày 21 tháng 8 dương lịch, nạp giáp tân sửu, nạp âm, bích thượng thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 7, tức ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, nạp giáp quý sửu, nạp âm, tam trá mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ tình trình tử vi của gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.